đây à, tưởng bên đây vẫn nhà sâm. À đây à. Đây lớp nào? Trời mưa rất là lầy lội các bạn nhá. Ngày hôm nay những chiếc xe công nông của chúng ta chạy trời mưa luôn các bạn. Ở đây là cái ao cá rất là to, bây giờ phải lấp bớt nó vào các bạn nhá. Tiếp tục tiến đến là chiếc xe siêu xe công nông chở cát phiêu đây các bạn nhá. Và đó là những chiếc xe chạy dưới mưa rất là tởm. Trời mưa cũng rất là to các bạn nhé. Chiếc xe chúng ta tiếp tục được hành trình vào trong cái ao.
vời chưa các bạn? Ghê chưa? Ở ngoài các bạn nhé, con đường đi vào đây nó rất là kinh. Rồi là pha Santo của bác tài xế phải nói là vô cùng kinh điển. Đã xem video vừa rồi là pha chạy có cái con đường vô cùng là lầy lội, đổ bèn rất đẹp mắt các bạn nhé. Những bác tài xế cộng đồng một khối phải nói là rất là tuyệt vời. Thanks for watching my video, please subscribe my channel, goodbye.
là bác tài xế công lông thứ hai chở một khối đất vào đây, chạy với tốc độ rất là kinh hoàng các bạn nhé. Quá là khủng. Đường đi vào trong trang trại này rất là gian khổ các bạn nhé, quá là kinh khủng.